Dạ Vũ An Giang ơi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trở lại cái clip mới vô làm về một chiếc xe Fortuner GT dạng người mê. Máy khỏi chơi. Chạy là tê. Thì bấy lâu nay không có chiếc xe nào cọp đẹp cho ngày nay đã có một chiếc xe cọp đẹp. Giá cũng tê tê luôn. Thì đây là chiếc xe Fortuner GT 2007 ha. Đầu số máy là 04. Đó. Là sườn đen ha, 206 là sườn xám. Xe này tình trạng là cũng thuộc về nó cọp, chắc ta cũng hơi cười đi, hơi xém cọp thôi ha. Thì hai vỏ còn zin. Đó, thì mái zin, áo zin, mâm zin, cặp vỏ còn zin. Bạc sơn lóc zin. Còn hai cái chìa khóa. Hồ sơ cầm tay, bao gốc hồ sơ cho anh em. Đó, giá công bố luôn, 48 triệu. Thì mấy cái dòng xe này hiện tại ở quê mình giá rất là cao, mà xe thì không có, mà lục xe đẹp thì nó không có luôn. Rồi anh em mà nào mà có xe muốn bán thì có thể liên hệ Vũ ha. Xe đẹp, xe xấu gì có thể liên hệ Vũ được ha. Còn anh em nào muốn mua, muốn dặn xe gì cũng có thể liên hệ Vũ nữa ha. Còn anh em nào muốn rút hồ sơ mình ở xa mà mình mua cái xe kiểu chợ mới á, chợ mới An Giang, muốn rút hồ sơ thì liên hệ Vũ cũng được luôn ha. Vũ cũng có nhận rút hồ sơ cho anh em mà xe chợ mới mới rút nha. Ở khác, ở huyện khác thì hay lưu bu ở chợ mới, mình làm nhanh gọn lại cho các bạn luôn. Thì bằng phương pháp là các bạn gửi bưu điện. Ví dụ ở xa, ví dụ ở Cần Thơ, Kiên Giang gì đó, các bạn muốn rút cái xe ở chợ mới thì liên hệ với Vũ, cài số sườn số máy hai bản, rồi gửi cái bản số với giấy xe với photo với chứng minh với photo hộ khẩu, các bạn gửi lên số của Vũ ha. Địa chỉ của Vũ là 56 Vũ Hớt Tóc, 56 Trần Hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số điện thoại của Vũ đã trên màn hình hoài đó, các bạn biết rồi đó ha, có gì liên hệ. Vũ sẽ rút gửi về bưu điện các bạn, thì nó cũng rất là tiện. Rồi đi thẳng vào vấn đề, thì tất cả các bạn nào mà trên toàn miền Tổ quốc yêu cầu rút cái xe chợ mới An Giang mình là mình rút được ha. Rồi trở lại cái vấn đề, thì xe này thì review chuẩn đi ha. Rồi để mình quay tổng quan về cái hình xe đi rồi sẽ review. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform ya. Rồi thì trở lại vấn đề các bạn ơi, thì mình sẽ review về phần trước lai gai ra ngoài sau đi ha. Cái phần tay trái, bên trái của phần xe thì mâm nước sơn zin, đồ zin không bắn nhâm tốt ha. Thì cái phuộc này có bị chày theo năm tháng, chày bông theo năm tháng luôn. Đầu bò rất là đẹp. Nè, chạy bông theo năm tháng luôn ha. Cái này theo cái nhận định của mình là người ta có lấy nước sơn mà sơn si màu trắng, người ta chấm bông gòn chấm vô cái độ bông á, chấm vô chơi sụt hầu phục không có bị bắn sơn tốt ha. Thì mâm nấm chữ Anken, mâm green ha, vỏ còn zin còn theo xe. Vỏ còn hai cái luôn các bạn. Độ mòn là xe đi cũng nhiều ha. Cái này chỉ là cái bằng chứng thôi. Vỏ trước 07 ha. Vỏ 07 chỉ bằng chứng thôi, chứ về cũng phải thay vỏ thôi. Đây chứng tỏ xe đi ít vậy thôi các bạn ạ.
đó thì phần đầu bò còn rất là đẹp ha, bốn góc đầu bò còn sáng đẹp, dầu thì cũng chưa lên dầu gì mấy, con xanh zin ha, mà phần má thịt này đẹp ha, phần má này bên đó đẹp, ốc có chữ S đàng hoàng ha, ốc bén cạnh đẹp, màu mè còn im, à phần thân máy thấy không có tẩy quá chắc gì, ok ha, à, con ốc này nó cũng còn ok. Cái số máy mà 04 này là nó chung với đời máy 206 và 207. Mấy con ốc nồi, ốc mâm lửa điện chứ. Cũng còn sáng đẹp theo thời gian chứ ha, cũng còn màu của xi của hãng á, còn độ sáng không có bị tái mét ha. Cái màu xám này nó lì lì, nó đẹp. Phần này thì không có đẹp. Phần máy này đẹp. Phần máy thịt này đẹp nè. Lóc này cũng đẹp nè. Lóc đẹp ha. Không. Ốc ác này còn theo xe còn đẹp ha. Thông thường 20 mấy ngàn cây này coi chừng cũng dây xanh cũng còn đó, hoặc là người ta có thai hoặc là còn đó. Cái đó chỉ là bằng chứng để lại thôi, cái chả có gì hay ho. 20 mấy ngàn cây này, hai vỏ còn zin, hai cây chìa khóa còn zin. 0302 cái này, cái độ khờn của chìa khóa như vậy là đúng 22 ngàn cây rồi các bạn ha. Đúng rồi ha. Đây chiếc tắt máy. Ốc ác đều nó còn nước sơn cũng còn ok ha, mấy ốc này cũng còn ok. Mấy ốc này cũng còn sáng. Đó. Thì cái này có chạy chỗ 2 năm tháng ha. Ăn vậy mới đúng, hay còn mà trắng phích là không đúng, mấy cái này là không quan trọng. Chạy nhâm theo tháng qua cho các bạn tham khảo. Cái chổi này 2007 tới giờ nó bị bong theo 5 tháng luôn ha. Bong theo 5 tháng luôn. Nhưng mà còn vẫn cái chổi rin. Cái phần khờn ở dưới là 22 ngàn cây vẫn còn bị theo 5 tháng ha. Nhưng mà cái dòng xe Future Neo á, mà bình xăng con giờ tay này á, máy khỏe lắm. Chạy im lắm, ít hao xăng. Phục có phục theo 5 tháng luôn ha. Bong theo 5 tháng, không bị sơn si gì hết. Mâm đóng Anken cũng mâm zin ha. Thùng này vẫn còn thêm trời ơi, hết ta mang thịt chuột không. Hết không ăn thịt chuột. 48 triệu đó các bạn. Đa tem 207. Tem 207 ha. Tem kia này có bị chóc tem miếng ha, chày tem miếng. Chắc trên không biết cái nhông xanh gì còn hay không. Thông thường 20 mấy ngàn này cũng còn, mà hoặc người ta thay thì là cái đầu riêng chạy không có im, cái đầu theo xe chạy không có im. Theo xe 7 ly à, mình thay mới vô 9 ly chạy im hơn, không có nước sơn quá. Đó, cái miếng nó quyết định đời của em đó, nhưng mà không có nước sơn. Cái chỗ này cũng không có thấy nước sơn của hãng ha. Cái chỗ này trong cái dĩa không thấy nước sơn. Vậy là nhâm xanh dĩa này chắc thay rồi. 22 ngàn cây còn gì nữa. 2707 ha, đây trước giờ sau trùng tuần thì trùng năm ha. Còn hai vỏ rin. Ngày tê dạng người mê các bạn ơi. Máy chạy rất là tê. Chạy lúc trước mình có sở hữu được mấy chiếc này, xe này á, giờ bán trần im lắm. Lúc trước nó không có giá, còn giờ quá trời giá cao rồi. Mấy cái phần cốp này có bị nhâm theo 5 tháng, vẫn giữ gin, tem gin hết trơn ha.
mọc hai đường, một hai đường xe cũ, một phải vậy thôi, một hai đường, một hai đường ha. Nè, hai mươi hai nghìn hai trăm tám mươi một km, mấy công tắc tàu cũng còn im ha, không có bị bay màu ha. Rồi chỗ này có bị bay màu, tắt đèn miếng nè. Rồi thì mình sẽ quay cái xe là quay cái nội thất đây, rồi quay xe lại bên kia quay cho các bạn tham khảo. Còn hai kiến, bình xăng mẹ ở trên còn khá là đẹp, theo năm tháng sườn đẹp không sơn, cản có sơn, nắp xăng. Yên ghim 27 giá nè, nắp xăng đẹp, cái yên cũng ghim. Thì để mình quay xe lại cho các bạn tham khảo cho bạn bên kia, tại nếu mình quay như vậy nó sẽ bị tối. Nguyên phần mâm mà nước sơn không có bị sơn cho bắn nhầm tốt gì trơn, phần đĩa rồi nữa, đĩa có cái sự hao mòn nó có ít lắm, cái đĩa sự hao mòn rất là ít. Cái phuộc có chạy chỗ theo năm tháng luôn, không có bị tháo ra sơn lại, có bị vàng phuộc theo năm tháng luôn ha. Đó, có chạy chỗ nè ha. Thung rồi có vàng mà còn trắng ha, vàng hai tháng nhưng mà cũng còn trắng thung chứ chưa vàng khè. Dây này cũng còn ghim, ốc tán rồi cũng còn sáng hai năm tháng, có ốc đầu bò đẹp quá. Xe này ốc đầu bò đẹp lắm các bạn. Bụi đóng, bụi. Chùi ra rất mới ha. Lốc sơn bạc không bắn nhầm tốt ha, lốc máy không bắn nhầm tốt. Dòng này là dòng bình xăng con nha các bạn, giờ tên là bình xăng con. Cái tiếng cốc đời còn rất là ngọt ha, tiếng cốc đời còn ngọt lắm. Nồi yên còn chả ha, máy còn rất là khỏe ha, máy tiếng máy khỏe quá. Để cho nó lên nhớt xíu rồi test các bạn tham khảo. Áo này có keo ha. Ổ khóa còn sáng đẹp không bị bay màu. Chỗ này có chày theo năm tháng ha. Vẫn giữ đúng chất zin của xe. Cái tiếng máy còn ngọt lắm bạn ơi. Rồi tắt đi các bạn ơi. Nè gấp đẹp. Ốc ác ngoài sao cũng còn đẹp thêm tháng chơi ha. Đó. Phuộc thân phuộc còn trắng tươi. Đó.
thun còn zin, thân thuộc này còn trắng nè. Đây mấy cái này quyết định đời của em. Đó thì mấy cái phần này còn trắng sáng đẹp. Cái thân này cổ bô này không có bị sơn lại ha, im. Còn giữ đầu riêng. À, chút xíu sẽ quay ốc cốt nền mái, sườn đẹp, ốc cốt nền. Còn nó sơn hãng không bị tháo ra, không bị gian găng, không dập ốc ha. Mấy ốc nồi cũng còn tươi sáng. Bình xăng con, bình xăng con F2 zin, bình xăng con còn tươi. Lóc máy còn đẹp, cần thắng còn tươi. Cái độ hao mòn có nhiêu đây đúng đồng hồ các bạn ơi. Xe này giờ quê mình bán giá rất là cao. Test lại các bạn, tốc đầu rất là sáng đẹp. Xe này thì mình thấy nãy giờ không có bắn nhậm tốt, có cái phột trước có thà miếng nước sơn xì vô để quay nội soi cho các bạn tham khảo ha. Bên sông rất là tươi, ở bên trong rất là tươi. Bình sườn đẹp, ốc treo máy đẹp, không có dấu xiết. Ốc treo máy bên dưới cũng êm. Này, cái phần bên dưới này, phần bên dưới này còn khá đẹp theo năm tháng. Thì qua vòng vòng nãy giờ thấy cái xe, cái chất xe còn lại zin nguyên bản, ok, không có bị sơn bắn nhầm tốt. Theo thời gian còn zin, hai vỏ còn zin, đầu bò sáng đẹp. Còn con ốc cuối cùng nữa chưa quay. Chó đèn đồ theo xe không có bị bát ha, nó bị vàng theo năm tháng, vàng hơi theo năm tháng do cái độ nóng của cái bóng đèn. Cây kiến zin ở trong cốp còn cây kiến zin nữa. Máy dòng GT 207, 206 là ok. 207, 206 là chung cục máy, đầu 04 là chung ha. Có đầu 03 là zin chón qua 206. Còn con ốc, mấy con ốc này cũng quyết định ha. Mấy ốc này còn sáng đẹp. Quay con ốc cuối cùng ở bên dưới. Đâu không thấy trên đợi. Rồi thì nãy giờ quay cũng vòng vòng không nhiều rồi các bạn ơi. Thì xin kết thúc clip này để làm clip mới. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip mới.